Thấy siêu đẹp trai lại xuất hiện rồi anh em ơi. Chúc cho anh em buổi chiều năng lượng và mát luôn ha. Thì hôm nay Thái định làm video nhanh thôi. Thái di dời những con cá nha. Ở trong cái hồ lọc tràng trên 1m68 này thì Thái có con huyết. Thì theo chân Thái sẽ di dời như thế nào nha. Đầu tiên thì Thái sẽ bắt con huyết long này ra. Thì con huyết long này nó theo Thái cũng 2 năm rồi. Đó, Thái nuôi được 2 năm rồi mà nó cứ chết hoài mọi người. Chắc là Thái sẽ di dời, Thái lấy cái hồ bự này, Thái làm một cái hồ cộng đồng cá săn mồi để Thái phơm lên nhé. Đây là con huyết nè. Thái sẽ cho nó qua ở đỡ bên cái hồ cá của con Sam. Đây là con Sam Albino nè mọi người. Thái sẽ thả nó vô đây nhé. Chút xíu rồi Thái sẽ sang những con hổ Congo qua cái hồ bự đó. Rồi Thái cho con huyết chở ngược vô cái hồ cá của con Congo. 1m2, 1m3 gì đó cái hồ đó. Chứ cái hồ này nó rất là nhỏ anh em. Cái hồ này mà anh em thấy bỏ vô này có 60, 80, 80 thôi thì rất là tội cho con huyết nha. Mình sẽ bỏ đỡ nó vào trong này đi. Chút xíu hồi Thái sẽ di dời sau. Rồi tiếp theo thì Thái sẽ dùng cây dợp, Thái vớt những con còn sót lại trong cái hồ này. Sót lại thì cá rô phi thôi anh em. Đây, những cái hồ cá rồng của Thái đều có cá rô phi và rô đồng hết mọi người. Thái cho nó ăn những cái thức ăn thừa, ăn cặn của những con cá rồng á. Đấy, một con rô phi này nuôi từ chút xíu lên luôn anh em. Từ lúc mới sinh sản nở ra được chừng tuần lễ là Thái vớt ngoài sông về, Thái nuôi lên tới giờ. Còn một con nữa nha mọi người, Thái cũng sẽ vớt lên luôn. Hôm nay Thái làm cái gì thì Thái quay cái đó cho tất cả các bạn xem trên tinh thần giải trí thôi. Đấy, đây là con thứ hai nè, con rô phi thứ hai, Thái cũng bỏ qua bên này đỡ luôn. Ok nha mọi người. Nhìn con cá huyết nó qua đây, cái hồ có 80 là tội nó quá. Chút xíu hồi Thái sẽ di dời sau. Rồi, tiếp theo thì Thái dùng cái đồ chùi nồi của mẹ Thái, Thái sẽ chùi sơ sơ nha anh em. Chùi thành hồ, rồi bệ hồ, đóng rêu, Thái chùi. Thái sẽ giữ lại cái lượng nước này luôn. Nói chung là Thái di dời hồ thôi chứ Thái không có múc ra rồi Thái bơm lại nha. Nước này thì nó cũng còn khá là trong như thế này anh em. Ấy, rửa rửa gái sơ sơ nhìn cũng ngon lành đúng không mọi người. Rồi tiếp theo Thái xin giới thiệu nhé, đây là con hổ Congo đầu tiên. Thì con hổ này là lúc trước là Thái mua cách đây là khoảng tầm chắc cũng phải 3-4 tháng rồi, nó tầm xây 20, bây giờ nó lên thay 25-26 rồi. Con dưới này thì lúc trước Thái mua nó có xây 12 thôi, nay nó hơn xây 20 luôn anh em. Rồi, Thái sẽ lấy trầu bà, Thái bỏ qua cái ngôi nhà mới của nó nha. Đây, vì những con hổ này nó ở hồ chặt quá là nó bị tông anh em, nó tông gãy găng hết trơn à. Nhiều khi là nó tông mà bể mỏ luôn, sức mỏ luôn. Thái sẽ bắt con hổ đầu tiên xây 25-26 ra cho mọi người xem nè. Đó, anh em thấy nó tông không? Đó. Nó tông bất chấp luôn mọi người, nó tông dữ lắm. Vì những con hổ này khi mà nó tầm xây nhỏ nhỏ này, đấy, Thái chỉ cần để cái vợt nó tự tông vô cái vợt của Thái luôn, anh em thấy không? Rồi, những anh em nào mà không biết về con hổ Congo này thì Thái cũng xin giới thiệu lại. Đây là con hổ thủy quái của những dòng sông ở châu Phi. Có thể là sông Ninh nè mọi người, và những dòng sông ở châu Phi thì Thái cũng không có rành tên những dòng sông đó. Cá hổ này thì có kích thước lên tới gần cả mét luôn nha anh em. Điều đặc biệt là con hổ này nó có một cái hàm răng đó, rất là sắc bén nên được gọi là quái vật của những dòng sông ở châu Phi. Anh em xem này. Thì hổ này nó cũng có tới 2 đến 3 loại lận. Hổ Congo thuộc loại là cái một loại đầu tiên là con này. Còn một cái loại mà Vita Tết anh em là cái đuôi nó sẽ không có đỏ đỏ. Đây. Đấy, còn một loại nữa nhớ, Thái nhớ là 3 loại lận. Nhưng mà Thái cũng không có rành lắm. Rồi, Thái cho nó vô nha mọi người. Anh em cái hàm răng của nó rất là nhọn, thấy nó móc vô cái lưới không mọi người. Tại vì Thái không có cái vợt khác á nên vớt đỡ cái vợt này. Đó, xiên xiên quẹo quẹo rồi. Thái qua Thái vớt con thứ hai đi. Thái vớt rồi xong rồi cho nó tịnh tâm lại, Thái quay cho mọi người xem kỹ hơn. Đây là con hổ thứ hai. Con này thì Thái nuôi cũng tầm 3-4 tháng rồi, lúc xây có xây 10, 11 thôi anh em. Nay tầm khoảng xây 22 nha anh em. Đó, 21, 22 gì đó.
anh em bắt những con này á, anh em cẩn thận anh em, nó mà thấy cái gì đó mà mình hoàng hoàng vô là đó, nó tung đó anh em xem, nó chạy kìa, chạy chưa cái gì hết nó chạy kìa, rồi tự động chạy vô lưới luôn mọi người. Đấy, con hổ này á, thì nó đâu có cái nền sáng hơn, mặc dù nó nhỏ nhưng mà lúc trước là thấy lửa rất là kỹ. Thì đuôi anh em xem nè, cái đuôi dưới rất là đỏ luôn và là dài lắm, cái độ cong bằng chân của nó rất là đẹp. Đấy, à, tuyệt vời chưa anh em. Thì con hổ này Việt Nam chỉ có một con là mắc xây, không phải là mắc xây anh em, bự nhất là tầm xây 70 hơn thôi, của một anh ở Đồng Nai. Vì những cái con hổ Congo này khi chúng ta di chuyển những con to á, thì rất khó là di chuyển đó anh em. Từ ở bên nước ngoài mà ta di chuyển về là tỷ lệ sống sót của nó rất là ít luôn mọi người. Nên á, thì những cái xe nhỏ nhỏ này thì chúng ta di chuyển được. Nên những con hổ này khi chúng ta nuôi mà nó lớn á, thì là nó rất có giá trị đó, về kích thước nha mọi người. Tại vì ít có xây lớn lắm anh em. Đây, hai con nha mọi người, một con xây 25, một con xây 22. Ok nha, tiếp theo Thái sẽ kiếm những thành viên làm bạn với lại hai con hổ của Thái. Ở trong đây thì Thái dự định là Thái vớt hai con cá mị nương Ngọc Lam. Đấy, hay còn gọi là con Mesilu á anh em. Đấy, Marcelu đó, còn gọi là Marcelu nhá mọi người ha. Thì mình cứ gọi là Ngọc Lam, mị nương Ngọc Lam hoặc là mị nương Blue cho nó dễ mọi người. Những con cá này thuộc loại là những con cá suối. Đấy, cá suối nha anh em. Vì nó chạy rất là nhanh và tốc độ của nó không thua gì con hổ Congo đâu mọi người. Khi mà những cái con cá này tầm xây 30 trở lên á, những cái con mà mị nương Ngọc Lam này nè anh em, thì nó sẽ lên một cái màu xanh blue rất là đẹp, màu xanh dương đó mọi người. Đó, nhìn rất là chiêu. Anh em thì bữa giờ là cũng đang rất là giống như là chủ yếu là đi kiếm những con cá suối như thế này này, đó nuôi cũng rất là tuyệt vời. Thì theo như là Thái được biết thì con cá này cần được bảo tồn nha mọi người, vì nó rất là hiếm nha mọi người ha. Đây anh em xem này, hiếm đối với khu vực mình thôi, còn những khu vực anh em thì Thái không có biết. Đây, nó rất là chiếu nha, này tầm khoảng xây 21-22 thôi, bằng với lại xây con hổ Congo mà anh em xem này. Nó đang chiếu và nó đang lên những cái ánh màu xanh dương rất là đẹp. Thái sẽ cho thành viên này ở chung với lại hai con hổ Congo của Thái. Thì Thái cũng hỏi như anh em chơi hổ lâu năm á, hai con hổ bằng xây nhau lệch lệch nhau có vài xăng á thì bỏ vô có sao không? Anh em mấy anh em nói không sao. Nên Thái cũng yên tâm, rồi Thái bỏ thêm hai con cá mị nương blue vô nữa để làm bạn cho nó cảm thấy là có nhiều con cộng đồng của nó bơi thì nó không có đánh nhau anh em. Hôm nay là video của Thái là chủ yếu là sang cá rồi di chuyển cá, tổng hợp cho tất cả các bạn xem sơ sơ về những bé cá đây ha. Thái cũng quên nói cho tất cả các bạn nha, con cá mị nương này á thì kích thước của nó khi mà nó lớn lên nó cũng có thể lên đến 80-90 nha mọi người, rất là bự nha anh em. Đấy, những con cá này thì nó rất là bự nhưng mà nó ăn cám này và nó ăn những cái nó cũng láo đó mọi người, nó ăn mặn được luôn đó. Mà anh em mà cứ nuôi nó thì chung với lại những con cá khác thì nó thấy là nó cũng rất là hiền hòa và nó đi thì cặp cặp đàn đàn á, nên anh em nuôi thì nhớ là nuôi hai con nha, nuôi một con thì nó buồn lắm. Rồi hãy cho vô luôn nha mọi người. Đó, anh em thấy những cái tay bơi nó màu xanh xanh nó đang ánh lên luôn, rất là đẹp đúng không? Đây, bốn con nhá. Đấy, anh em xem cái con hổ Congo nhỏ của Thái này, cái đuôi nó đỏ, rất đỏ luôn anh em, đỏ như máu luôn mọi người. Đó, còn cái con lớn thì cái đuôi nó không bằng, với lại cái nền nó tối hơn, cái nền vảy của nó tối hơn, nó không có sáng hơn con hổ Congo nhỏ của Thái. Đấy, rồi hai con cá mị nương đi chung cũng rất là tuyệt vời anh em. Vì con cá rồng nó ù lì quá nên thấy là sang những cái con cá hổ với lại hai con cá mị nương qua bên này thì cho nó rộng rãi và cho nó lớn hơn. Rồi Thái lấy cái hồ của con cá hổ Congo 1m2 á, Thái sẽ cho con cá rồng huyết long vô trong đó. Đây mọi người,
Bây giờ thì nó hơi bị chói chói nên Thái đứng đối diện với lại cái hồ Thái quay á, thì nó chói quá mọi người không thấy gì nên Thái đứng ngang ngang á anh em. Đấy, Thái quay cho mọi người. Ok nha. Rồi, tiếp theo chương trình truyền hình thì hôm nay là Thái xin giới thiệu với mọi người có món mới anh em. À, bịch này là món cũ này. Đây. Sáng sớm thì mẹ Thái đi chợ, mẹ Thái khoe là mẹ mới mua được một bịch cá cơm ở biển, nhỏ ngon lắm. Rồi, ở đây là những cái gan gà. Gan gà thì Thái lấy gần 7-8 cái, 10 cái luôn. Gan gà thì Thái cho con bé gì anh em, chắc anh em biết quá. Nếu mà anh em nào xem thường xuyên ha. Thái đổ nước sơ sơ vô, Thái rửa, Thái ngâm nha mọi người. Rồi, chương trình truyền hình là mở cửa ra. Tăng tăng, đây mọi người. Thái xin giới thiệu nha, đây là một bé rùa, come on. Thì bé rùa này hôm trước là Thái đón cách đây khoảng 2 tháng rồi. Lúc Thái đón thì về thì nó khoảng 15kg. Hiện tại cách đây 2 tháng và Thái cho ăn mỗi ngày khoảng 8 cái gan gà như thế này một ngày anh em. Thì bây giờ là bé gần cũng khoảng độ 17-18kg rồi mọi người. Tuyệt vời chưa? Đây này. Đây, bộ gan gà thứ hai. Cái bộ gan này rất là bự nha anh em. Anh em nhìn thấy thôi chứ cái bộ gan gà này rất là bự, nhưng mà nó nuốt khoảng 8 bộ như vậy là anh em biết nay là Thái cho nó là mập lúc lường luôn. Anh em thấy tay chân của nè, cái thịt của nó ngay chỗ cái mai á, nó mập mà nó dư ra luôn mọi người. Thái cũng xin nhắc lại tiểu sử con rùa common này, đó là của gia đình fan của Thái á. Rồi có con rùa này nhưng mà họ di chuyển nhà, họ kêu Thái qua. Rồi nói chung là gửi Thái, tặng Thái cho Thái nuôi. Thì Thái cũng gửi lại cái vía cho gia đình 500 ngàn thôi. Vậy tính ra là con rùa cam anh xây bự này chỉ có 500 ngàn thôi. Đấy, để kiểu như là mang đưa như vậy để về thì mình nuôi con rùa nó khỏe mạnh và nó mau lớn. Tuyệt vời đúng không người? Thôi, cho ăn vô đây thôi anh em. 5 cái được rồi. Đóng lại. Một con sấu và tiếp tục là một con sấu vàng. Đây mọi người cũng ăn gan gà luôn. Tại vì anh em biết sao không, gan gà nó rẻ mọi người, nó rẻ. Rồi ăn mà nó, ví dụ như mà đi mua cá mồi hay là mua tôm đồ về cho những cái con rùa cá sấu hoặc là con cá sấu hoa tiễn như thế này này, thì nó rất là tốn tiền và chi phí. Nên nhỏ đến lớn thì thấy cho con cá sấu hoa tiễn vàng đen này nè anh em đều là ăn phổi hết. Lâu lâu thì có được vài cái đầu cá chết đó mọi người. Mình lấy những cái phần phi lê ra mình cho những con cá rồng hay là những con cá săn mồi khác của mình ăn. Còn cái đầu đó thì Thái cho con cá sấu hoa tiễn này ăn nè mọi người. Có mấy con cá cập nhật hoài, nhiều khi lại mọi người lại chán nên lâu lâu thì Thái cũng mới cập nhật thôi. Chứ ngày nào cũng cập nhật hết, cứ nói anh Thái ơi một ngày trăm bét, anh Thái ơi cập nhật. Tại vì thấy mấy con bét nó vẫn chưa có phát triển, nó chưa có lớn, chưa có gì thay đổi hết trơn. Đấy, đây là con Sam Albino nhé, Thái cũng cho nó ăn luôn. Thái quay cái miệng nó ăn cho mọi người xem nè. Cái miệng con Sam Albino này nó ăn rất là dễ thương anh em. Nhưng mà nó phải hở cái phần trước thôi. Đấy, đấy, đây nè, anh em xem nè. Đấy, Thái nghiêm cứu nhiều khi Thái cho ăn cái đấy. Thái được mắt vô Thái nghiêm cứu mấy con cá của Thái nhìn cũng vui vui mọi người. Giải trí mà anh em. Hả? Thì nay làm gì, cho gì, rồi di chuyển cá như thế nào thì Thái cũng quay lẹ lẹ cho tất cả các bạn coi trên tinh thần giải trí thôi. Đây là con cá lóc này. Ô, chê anh em ơi. Hồi nãy giờ Thái để ý cái mồi cá cơm này lần đầu tiên, những con cá Thái nó ăn nó chê mọi người. Con Sam nó cũng chê. Kỳ ta. Để Thái thử con cá rồng coi. Thôi con cá sấu coi. Ủa nó chê anh em ơi. Rồi. Nó chê rồi mọi người ơi. Thử qua con huyết long của Thái thôi. Con huyết long của Thái là nó ham ăn mồi nhất luôn á. Nó ham ăn lắm luôn á. Ngậm xong nhả ra luôn mọi người. Trời, con cá tư tượng Việt Nam mà chê luôn. Con huyết long mà chê luôn là thua rồi. Rồi bó tay luôn anh em.
Nói chung là đâu phải là cái mồi gì nó cũng ăn đâu. Tự nhiên thấy mấy con cá cơm mẹ Thái mua nè, nói mua cho Thái nè. Bây giờ tự nhiên mấy con cá nhà Thái con nào nó cũng chê hết trơn đó mọi người. Để Thái thử bên cái hồ cá Thái vừa setup coi. Cái hồ này thì Thái bỏ vô chắc chắn là nó sẽ không ăn rồi, vì mình mới di chuyển anh em, nó nhát lắm. Cái này chút xíu rồi chắc là Thái sẽ đi mua cá mồi, cá chép mồi về Thái đổ vô đây. Đấy. Rồi khi nào mà những con cá này nó dạng hồ lại rồi nó ăn như thế nào đó Thái quay kỹ cho mọi người. Chứ bây giờ mình đưa camera lại gần nó phóng đùng 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 đùng. Nó cứ đập đầu nó vô trong thành kiến hoài mọi người. Rồi. Mồi nay bị ế anh em ơi, Thái sẽ thử cái hồ cá công nghệ. Trong đây có 4 con ngân xây 60-70 với lại một con bói full với lại một con cá thái tượng. Hy vọng là hồ này nó sẽ thồn hết những cái con cá. Hả? Chê luôn rồi mọi người ơi. Trời ơi, gần 1 kg cá cơm biển mà những con cá nó không có con nào nó chịu ăn hết trơn rồi. Kẹt vô cái phần máy lọc luôn, kẹt vô cái phần hút luôn, hút đáy luôn. Phó tay rồi anh em. Hôm nay chắc rút kinh nghiệm rồi, mốt nói mẹ Thái có thấy mấy cái con cá cơm này chắc đừng có mua mọi người. Tại vì cá không biết làm sao, nó không có ăn. Chắc là cá này lần đầu tiên nó thấy như thế nào á, hoặc là những con cá cơm này nó làm sao á anh em. Thôi rút kinh nghiệm nha mọi người, thì có gì quay đó mà cá không ăn thì cá không ăn chứ đúng không anh em. Đó, cái hồ này thì công nghệ ống Senkin 1m68 3333 đấy, 1m33 6868 anh em. Nói hồi Thái lẹo cái lử luôn, thì Thái sử dụng cái hồ này 2 năm mấy rồi đấy. Trong đây thì còn có những con đi theo Thái khá là lâu đời, cũng 2 năm 2 năm mấy không, bói full này, rồi những con ngân albino này, rồi các tê tượng Việt Nam này. Đấy, cái hồ như thế này trắng chạch ở nhà Thái mọi người. Chút xíu rồi Thái sẽ vớt những cái con này ra anh em. Bây giờ Thái cập nhật lại cái chính, cái hồ chính của Thái cho ngày hôm nay. Đây. Rất là chiêu nha anh em, để sụp sụp tối xuống Thái quay cho mọi người xem này. Đó. Đây. Đây là cái hồ, trước cái hồ có một cái bàn gỗ cổ, ngồi đây uống trà, ngắm những con hổ, những con gọi là Masia Blue anh em. Đấy, rất là tuyệt vời. Một video nhanh thôi, chuyển hồ cá rồi cập nhật tình hình cho cá ăn. Đấy, hy vọng là anh em xem trên tinh thần giải trí. Cũng như là Thái cũng sẽ cập nhật lại những con cá hổ của Thái nè, cho anh em thấy là nó lớn như thế nào rồi. Rồi cái hồ này á, mai chiều gì Thái có thời gian á, anh em Thái sẽ tuyển thêm khoảng một con cá sấu vàng full luôn, hoặc là một cái con cá sấu và là tiêm màu trắng nữa, để chung với lại cái hồ hổ Congo nuôi cộng đồng. Đó, rất tuyệt vời nha. Đây là nguyên cái khu của Thái nè. Như thế này thôi, đơn giản thôi. Thôi, chắc là Thái cũng kết thúc video tại đây nha mọi người. Chúc cho mọi người xem video giải trí vui này. Lúc nào cũng ủng hộ Thái đẹp trai nha mọi người ha. Còn bây giờ Thái chúc sức khỏe, chúc bình an. Thái xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người.